nào chờ ông Chusi ở đội tuyển Việt Nam. Thử thách ở đội tuyển Việt Nam hứa hẹn khắc nghiệt với huấn luyện viên Philippe Chusi, đòi hỏi chiến lược gia người Pháp phải rất nỗ lực và tin tưởng mới có thể hoàn thành mục tiêu. Đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt hội quân đúng nghĩa đầu tiên cùng huấn luyện viên Philippe Chusi trong tháng 6, với khoảng 10 ngày tập luyện cùng một trận giao hữu. Thực tế là, ông Chusi đã làm việc với các tuyển thủ quốc gia hồi tháng 3. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam thời điểm này chỉ tập trung 4 ngày, không có trận giao hữu nào. Mục đích của đợt tập trung cách đây 2 tháng là để huấn luyện viên Chusi truyền thụ triết lý và phong cách thi đấu ông yêu cầu ở các học trò. Các tuyển thủ Việt Nam được bố trí tập luyện, sinh hoạt xen kẽ cùng đội U22. Phần lớn nguồn năng lượng ở giai đoạn đó, ông Chusi ưu tiên cho U22 Việt Nam với mục tiêu gần hơn mang tên SEA Games 32. Phải đến đợt tập trung tới đây, đội tuyển Việt Nam mới chính thức bước sang giai đoạn mới cùng huấn luyện viên Chusi. Trong 5 năm dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải cùng đồng đội đã chinh phục những cột mốc quan trọng, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019, có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thành tích nói trên minh chứng cho sự trưởng thành về bản lĩnh, tâm lý thi đấu lẫn đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, hai thất bại ở AFF Cup 2020 và 2022 trước Thái Lan, cùng 8 trận thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cho thấy đội tuyển Việt Nam đã đạt ngưỡng trình độ. Muốn có bước nhảy vọt để hướng tới World Cup 2026, toàn đội cần phải làm mới. Đó là nhiệm vụ của ông Chusi, thay đổi lối chơi và con người để phù hợp với chiến lược. Để chèo lái đội tuyển Việt Nam đi đúng hướng, huấn luyện viên người Pháp cần giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất, một số tuyển thủ quốc gia đang sa sút phong độ hoặc ít được thi đấu. Đó là trường hợp của Quang Hải, Công Phượng ở nước ngoài. Quang Hải chưa có đầy 20 phút thi đấu ở đội 1 của Pau Fan Club từ sau AFF Cup 2022. Tiền vệ sinh năm 1997 gặp vấn đề về thể trạng, cảm giác bóng ở AFF Cup và cảm hứng thi đấu có thể bị ảnh hưởng sau quãng thời gian dự bị. Công Phượng mới đá 2 phút từ khi chuyển sang Yokohama Fan Club, phần lớn số trận còn lại, cầu thủ 28 tuổi không được đăng ký thi đấu. Ở trong nước, Tiến Linh, Hùng Dũng, Tiến Dũng đều chưa đạt phong độ như ý, đội tuyển Việt Nam bay cao dưới thời ông Park nhờ thế hệ cầu thủ ngôi sao xuất hiện đồng thời, có trình độ thi đấu và đẳng cấp đều ở mức cao. Không dễ để thay thế nhóm trụ cột đã đồng hành cùng đội tuyển trong 5 năm qua, trong bối cảnh thế hệ kế cận, là lứa U22 mà ông Chusi vừa huấn luyện, ít được thi đấu. Non kinh nghiệm và chưa nổi trội về năng lực. Đánh thức cảm hứng cho các trụ cột, đang xen cầu thủ kinh nghiệm với cầu thủ trẻ thế nào để lứa trẻ vừa trưởng thành nhờ đàn anh dìu dắt, vừa tạo động lực cạnh tranh cho đội tuyển, là mục tiêu lâu dài của ông Chusi. Vấn đề thứ hai nằm ở lối chơi. Tư duy phòng ngự phản công, đảm bảo khối đội hình ở phần sân nhà để phòng thủ chắc chắn rồi trừng phạt đối thủ bằng những miếng đánh chớp nhoáng mà ông Park xây dựng đã được Donny đóng giày cho đội tuyển Việt Nam suốt nhiều năm. Lối chơi này của huấn luyện viên Park Hang-seo phù hợp với đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn phục hồi và vươn tầm. Nhưng để hướng tới mục tiêu World Cup, toàn đội cần thay đổi tư duy thi đấu theo hướng kiểm soát trận đấu và tấn công chủ động hơn. Huấn luyện viên Chusi chia sẻ, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng lối đá, không chỉ là hướng tới Đông Nam Á, mà còn là top 10 châu Á. Ông thầy người Pháp muốn mang hơi thở kiểm soát bóng đến đội tuyển Việt Nam, mà việc áp dụng ở U22 Việt Nam là bước thử nghiệm. Tuy nhiên, làm thế nào thay đổi lối chơi đã trở thành thói quen như hơi thở hàng ngày của các tuyển thủ Việt Nam, đó là hành trình dài với huấn luyện viên Chusi. Trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam hồi tháng 3, chiến lược gia người Pháp từng phải nhắc nhở một số cầu thủ vì lạm dụng chuyền dài thay vì chuyền ngắn. 5 năm trước, huấn luyện viên Park Hang-seo từng thành công khi huấn luyện nhuần nhuyễn đội U23, rồi đồng lứa U23 lên đội tuyển để kế thừa phong cách thi đấu. Còn hiện tại, phần lớn các tuyển thủ quốc gia chưa từng là học trò của huấn luyện viên Chusi. Những cầu thủ U22 rất hiểu lối đá của ông Chusi thì lại chưa thể đóng vai trò hạt nhân trên tuyển. Việc chuyển đổi tư duy chiến thuật, hệ thống thi đấu cần nhiều thời gian, mà huấn luyện viên 68 tuổi cùng học trò phải kiên trì theo đuổi. Mà thời gian dành cho huấn luyện viên Chusi không dư dả. Nhất là trong giai đoạn cuối năm khi đội tuyển Việt Nam phải thi đấu ở cả vòng loại World Cup 2026 và ASEAN Cup 2023.
đẳng cấp của một chiến lược gia tầm cỡ World Cup sẽ được thử thách với những chướng ngại này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.